Kính thưa quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là động lực của chúng tôi để hoàn thiện chương trình tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy niềm vui. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư chống nội xâm khó vì tự ta đánh vào ta. Nghệ thuật phá rừng. Thêm 2 ca nghi mắc Covid-19, Hà Nội chỉ đạo truy vết nhanh tại 2 công ty. Phao cứu sinh từ Mỹ giúp Ấn Độ hạ nhiệt cơn khát oxy. Tổng Bí thư chống nội xâm khó vì tự ta đánh vào ta. Kính thưa quý vị, nhiều người bảo chống nội xâm khó là vì tự ta đánh vào ta. Ai dám tự phê bình, tự nhận mình khuyết điểm, nhận kỷ luật. Kiểm điểm rất nghiêm túc nhưng xin được rút kinh nghiệm, thế thôi. Vì vậy, việc chống tham nhũng vẫn chưa được như chúng ta mong muốn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ hai. Quốc hội tại đây, cử tri đã đề nghị đại biểu Quốc hội làm rõ những vấn đề liên quan đến môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cử tri Trần Công Dân, phường Thành Công cho biết, cử tri cả nước đã đồng tình cao với sự cố gắng của Đảng, Chính phủ trong phòng chống tham nhũng kinh tế. Chống tham nhũng quyền lực hình như ngày càng khó khăn gấp bội. Dây kinh nghiệm chúng ta đã rút, nhưng rút dây kinh nghiệm chống tham nhũng quyền lực là động đến rừng, thậm chí cả cây gỗ quý. Cử tri Trần Công Dân nói, đề cập đến vấn đề lãng phí, theo cử tri Võ Giang Đông, phường Nguyễn Trung Trực, cần phải chống quyết liệt như chống tham nhũng vì có những sự việc gây lãng phí rất lớn. Vấn đề này cần phải có sự gương mẫu từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Cử tri đưa ra ví dụ cụ thể như, các kỳ họp quốc hội ở nước ta rất dài, đều trên dưới một tháng. Thế nhưng ở nhiều nước, đông dân hơn chúng ta nhưng quốc hội họp ngắn hơn. Mỗi đại biểu đi họp và chi phí cho họ rất nhiều. Do vậy, tôi đề nghị quốc hội rút ngắn các kỳ họp lại. Vấn đề này nghiên cứu một cách khoa học, tôi cho là có thể làm được, cử tri Võ Giang Đông nói. Vấn đề phòng chống tham nhũng, cử tri Võ Giang Đông cho rằng, từ trung ương đến các tỉnh thành đều có ban chỉ đạo, thế nhưng làm chưa hiệu quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Cử tri Nguyên Sơn Tì, phường Thành Công đề cập đến việc khắc phục hậu quả sự cố môi trường Formosa tại 4 tỉnh miền Trung. Cử tri đề nghị ngoài việc công khai minh bạch, cần phải triển khai khẩn trương kịp thời vấn đề khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra, vì nếu như chậm trễ thì hiệu quả khôn lường. Cùng vấn đề trên, cử tri Nguyễn Minh Châu, phường Phúc Xá cũng đề nghị việc bồi thường thiệt hại cho người dân phải công khai, minh bạch, đến từng tay người dân giúp dân khắc phục hậu quả. Vấn đề quan trọng nhất là phải khôi phục, phát triển được nghề cá, đặc biệt là đánh bắt cá và nuôi trồng hải sản, nhất là đánh bắt cá xa bờ, khu vực khai thác vừa bảo vệ chủ quyền, cử tri Nguyễn Minh Châu kiến nghị. Cử tri Nguyễn Minh Châu cho rằng, sau sự cố, các cơ quan chức năng của nhà nước và địa phương phải tăng cường biện pháp quản lý, giám sát, tăng cường các hoạt động quan trắc, theo dõi, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự. Không chỉ ở 4 tỉnh miền Trung mà các địa phương khác, ví dụ như vụ cá chết ở Hồ Tây. Ngoài ra, theo cử tri Nguyễn Minh Châu, các cơ quan phải ra soát, chấn chỉnh các khâu phê duyệt đầu tư các dự án liên quan đến môi trường. Việc thẩm định liên quan đến môi trường phải do các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, có đầy đủ năng lực, có đủ máy móc, trang thiết bị kỹ thuật để thẩm định, không nên giao, phân phối cho các địa phương. Cùng với đó là kiên quyết không để triển khai các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường. Làm rõ ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ý kiến của cử tri rất tâm huyết, sâu sắc, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng. Đề cập đến vấn đề môi trường, Tổng Bí thư cho biết, trước kia các địa phương làm ào ào, cấp rất nhiều dự án, có địa phương rất nghèo, không có dự án vào gây sốt ruột. Lý do, nếu địa phương nào có một dự án vào thì thực sự là thay đổi, tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Cho nên, các địa phương đua nhau chạy đi dự án mà muốn dự án lớn, nhiều tiền, làm hoành tráng, trong khi cán bộ chưa chuẩn bị, luật pháp chưa đủ, điều kiện cơ sở vật chất ta chưa có gì. Vì vậy mà tính toán không đầy đủ vấn đề môi trường. Không phải chỉ Formosa đâu, nhiều nơi lắm, thép rồi chế biến thực phẩm đều có vấn đề cả. Vừa rồi, rộ lên vấn đề cá chết ở miền Trung, giờ cá chết nhiều nơi. Hồ Tây có Formosa đâu, cá chết như thế, lý do như thế nào? Chúng tôi phải kiểm tra xem có sự phá hoại gì ở đây không, thả cái gì xuống đây làm chết cá hay không, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tổng Bí thư cho rằng những phản ánh của cử tri về vấn đề môi trường là rất đúng. Nhà nước phải quan tâm đến vấn đề giữ gìn môi trường, đặc biệt là khi có dự án phải nghĩ ngay đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hoan nghênh góp ý của cử tri về nghị quyết Trung ương 4 vừa qua. Theo Tổng Bí thư, các vấn đề như xây dựng Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa là vấn đề lớn được đặt ra từ nhiều năm nay. Các bác sĩ hôm nay cũng lưu ý, hoan nghênh, mong muốn làm sao cho tốt, phải nói đi đôi với làm. Chúng tôi rất muốn thế, tha thiết muốn thế.
Nói mà không đi đôi với làm thì chỉ có mất uy tín, mà không phải uy tín cá nhân ai, mà của Đảng, của nhà nước. Nhưng thực tế khó thật, vô cùng khó khăn. Đối ngoại đã khó, chống ngoại xâm đã khó, nhiều người bảo chống nội xâm càng khó vì tự ta đánh vào ta. Ai dám tự phê bình, tự nhận mình khuyết điểm, nhận kỷ luật đâu. Kiểm điểm rất nghiêm túc nhưng xin được rút kinh nghiệm, thế thôi. Vì vậy, việc chống tham nhũng vẫn chưa được như chúng ta mong muốn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Tổng Bí thư cho rằng vấn đề không phải là một lần mà xong, mà phải làm đi, làm lại như đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Điều đó gần như quy luật tự nhiên nên chúng ta phải bình tĩnh, thông cảm với cái chung. Mỗi ngày chúng ta có cái gì suy thoái không? Có tự diễn biến, tự chuyển hóa không? Có tham nhũng không? Có thích chức quyền không? Có thích khen không? Ai chê là thấy khó chịu rồi. Con người là thế, một tổ chức cũng vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi và trao đổi cùng cử tri. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những góp ý của cử tri về vấn đề trên là rất đúng, rất sâu sắc, nhưng quá trình thực hiện cần phải kiên trì, kiên quyết và phải làm hết đợt này đến đợt khác. Liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ. Đảng và nhà nước đang quyết tâm làm và từ đầu năm đến nay đã được cử tri ghi nhận có chuyển biến. Lần trước tiếp xúc tôi đã nói có những việc làm nhưng chưa thể nói được vẫn phải làm. Thà rằng nói ít có kết quả còn hơn cứ hứa hẹn, hơn nói nhiều mà không làm được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Nghệ thuật phá rừng. Kính thưa quý vị, nói đến chuyện phá rừng, thường thì ai cũng nghĩ việc phá rừng là do lâm tặc gây ra. Chúng hay sử dụng những thủ đoạn như chặt trụi từng khu rừng với hàng ngàn cây cổ thụ có đường kính lớn, xe thanh ván, thanh xúc, dùng đủ các loại phương tiện vận chuyển lén lút khỏi rừng, dùng đủ mọi thủ đoạn từ thô thiển đến tinh vi nhằm qua mắt hay đối phó với lực lượng chức năng. Nhưng rất ít người biết đến một nghệ thuật phá rừng kiểu mới, có lẽ mới từ thuở mở cửa và hiện đang phát triển rầm rộ, có sức tàn phá rừng ghê gớm, không kém nạn phá rừng do lâm tặc gây ra. Đó là nạn biến cây cổ thụ ở rừng thành cây cổ thụ ở vườn nhà đại gia hay những nơi vui chơi giải trí. Theo điều tra của nhiều báo, tại các tỉnh có rừng, muốn hồi biến một cây cổ thụ ở rừng sâu thành một cây cảnh rồi vận chuyển qua hàng trăm cây số ra tận Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác phải lần lượt qua các bước. Thứ nhất là bứng nguyên cả gốc cây đó từ rừng về nhà, từ là các nhà dân ven rừng đào một cái hố chôn cây xuống đó. Không ít những tay trùm buôn cây cổ thụ cảnh có hẳn những bãi tập kết loại cây này, nhưng nhờ có quan hệ tốt với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nên vẫn ung dung tồn tại. Bước hai, nhờ kiểm lâm địa bàn, chính quyền hay công an địa phương ký tên, đóng dấu xác nhận rằng cây đó đã có từ lâu ở vườn nhà. Thế là cây rừng đã được hợp thức, trở thành cây của nhà. Tất nhiên, nhờ ông nào là mất tiền cho ông đấy. Thậm chí, có cả đội ngũ cò được thuê làm trọn gói những loại giấy tờ trên. Bước ba, khi có người mua cây, thì bứng cây lên xe, trở đến giao cây. Dọc đường, bị chặn ở chỗ nào thì làm luật ở chỗ đó. Ra mỗi cây cảnh cổ thụ, tùy độ tuổi và độ quý hiếm, thế cây có thể từ vài trăm triệu đến cả tỷ bạc. Nhu cầu cây cổ thụ cảnh càng ngày càng cao. Mỗi khách sạn 4 năm sao, mỗi nhà hàng sang trọng, mỗi khu vui chơi giải trí, mỗi công viên, mỗi sân côn, nơi nào cũng cần có những cây cảnh cổ thụ. Bởi chính những loại cây này mới làm nên vẻ đẹp của khu đó. Còn nếu trồng cây mới thì phải mất hàng chục năm. Ngoài những khu vực đó ra, có rất nhiều đại gia khi xây xong biệt phủ cũng cần có những cây cảnh cổ thụ để trang trí. Và thế là hàng ngàn cây cổ thụ cùng đủ các chủng loại, đủ kích cỡ to, nhỏ đang ngự tại các bờ sông bờ suối, những thung lũng trong rừng già sâu thẳm bỗng dưng bị nhổ bật khỏi mặt đất để lên đường xuống phố, mang lại những nguồn lợi khổng lồ cho những tay trùm buôn cây. Những khu rừng bị khoét rỗng ruột một cách hợp pháp, không thể chần chừ được nữa, cần có ngay những văn bản quy phạm pháp luật để bịt kín những kẽ hở này lại, ngăn chặn nạn chảy máu cây cổ thụ khỏi rừng. Thêm 2 ca nghi mắc COVID-19, Hà Nội chỉ đạo truy vết nhanh tại 2 công ty. Kính thưa quý vị, Hà Nội vừa có thêm 2 ca nghi mắc dịch và thành phố đang chỉ đạo các cơ quan truy vết nhanh tại 2 công ty có các công nhân này. Sáng 30 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh và khu công nghiệp Thăng Long sau khi Hà Nội ghi nhận ca mắc dịch mới. Theo ông Dũng, chủng lây nhiễm lần này lây lan nhanh. Bệnh nhân tiếp xúc trong thời gian một ngày có kết quả dương tính. Sơ bộ trong 24 ca F1 trên địa bàn đã có 5 ca dương tính lần 1. 2 ca có thể coi là chính thức mắc dịch, đang xét nghiệm lại để khẳng định và sẽ sớm có kết quả. Tiếp tục chỉ đạo tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hai công ty có ca mắc dịch tập trung truy vết nhanh chóng, rà soát lại toàn bộ công nhân tiếp xúc gần. Các trường hợp F1 thì đưa đi tập trung, F2 thì tiến hành giám sát nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Đề nghị hai công ty triển khai việc khai báo y tế cho toàn bộ cán bộ từ ngày 22 tháng 4 trở lại đây xem tiếp xúc thế nào và phải có trách nhiệm trong việc khai báo y tế của các cán bộ nhân viên tại công ty, ông Dũng nhấn mạnh.
Tiếp đó, ông Dũng yêu cầu hai công ty có đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Đông Anh về việc phun thuốc khử khuẩn trong khu vực làm việc và khu vực chung mà hai ca nghi mắc đã di chuyển. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp tích cực với Ban chỉ đạo huyện Đông Anh để đưa ra quyết định khoanh vùng hay đóng cửa toàn bộ nhà máy cho phù hợp, chính xác. Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xây dựng kỹ phương án 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Không ai đáp ứng kịp thời bằng những người quản lý trực tiếp tại chỗ, họ là chủ động nhất, ông Dũng nói. Liên quan đến bệnh nhân 2911, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh đã điều tra có 25 trường hợp F1, trong đó có 24 trường hợp tại huyện Đông Anh và 1 trường hợp tại huyện Mê Linh. Huyện Đông Anh đã lập một chốt cách ly khu vực tại nhà tập thể bệnh nhân sinh sống ở thôn Trung, xã Việt Hùng, có 17 hộ gia đình với 73 người, 52 người lớn, 21 trẻ em và 14 chốt cách ly. Ngay trong đêm 29 tháng 4, huyện Đông Anh đã triển khai hàng loạt các biện pháp cấp bách, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, chủ động dừng, hoãn tham quan du lịch. Đồng thời, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp dừng hoạt động tham quan, du lịch cho công nhân trong dịp nghỉ lễ. Kiểm tra, dẹp bỏ các hàng quán vỉa hè, lề đường, không được tập trung đông người ở nơi công cộng từ đêm 29 tháng 4. Phao cứu sinh từ Mỹ giúp Ấn Độ hạ nhiệt cơn khát oxy. Kính thưa quý vị, một máy bay vận tải quân sự Super Galaxy chở hơn 400 bình oxy cùng các thiết bị y tế khác và gần 1 triệu bộ xét nghiệm nhanh dịch đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế New Delhi hôm 30 tháng 4. Lô viện trợ của Mỹ được chuyển đến đúng vào thời điểm thủ đô của Ấn Độ đang oằn mình chống chọi với đợt bùng phát dịch lớn. Khi làn sóng dịch thứ hai càn quét ở Ấn Độ trong những ngày qua, New Delhi đã rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng, số ca nhiễm tăng vọt. Trong khi nguồn cung oxy vơi dần, thậm chí tại một số bệnh viện, oxy cạn kiệt hoàn toàn, khiến bệnh nhân chết ngay trên giường bệnh. Các bệnh viện ở New Delhi và các nơi khác buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân sau khi hết nguồn cung oxy y tế và giường bệnh. Oxy được mô tả là quý hơn vàng trong thời điểm hiện nay ở Ấn Độ. Thậm chí, xe cảnh sát đã được triển khai để hộ tống các xe chở oxy tới bệnh viện. Ấn Độ đã điều động các chuyến tàu đặc biệt và máy bay để vận chuyển oxy đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề. Ấn Độ thậm chí dùng máy bay quân sự để nhập khẩu oxy từ nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Các bệnh viện ở New Delhi đều đang bị quá tải. Các bác sĩ buộc phải chỉ định bệnh nhân tự tìm oxy cho mình. Do vậy, nhu cầu đối với bình oxy đã tăng đến mức chưa từng có. Một số nhà cung cấp oxy tại thị trường chợ đen đã đẩy giá một bình oxy từ 80 đô la Mỹ lên 970 đô la Mỹ. Ấn Độ đang ghi nhận số ca lây nhiễm kỷ lục mới với hơn 370.000 lượt mắc và hơn 3.600 người tử vong mỗi ngày. Một chiến dịch viện trợ quốc tế quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nước đã được triển khai nhằm giúp Ấn Độ đối phó với dịch bệnh. Chuyến bay chở hàng viện trợ của máy bay vận tải Mỹ được khởi hành từ căn cứ quân sự Travis ở bang California sau cuộc hội đàm trong tuần này giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Mỹ sẽ cung cấp vật tư trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ trong những ngày tới để cứu trợ khẩn cấp cho các đối tác của chúng tôi ở Ấn Độ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hôm 29 tháng 4. Giới chức Mỹ cho biết, các chuyến bay đặc biệt chở thiết bị do các công ty và cá nhân quyên góp sẽ tiếp tục tới Ấn Độ vào tuần tới. Ngoại trưởng Ấn Độ Harshvardhan Shringla ngày 29 tháng 4 cho biết, Ấn Độ ưu tiên nhập khẩu oxy để đáp ứng cuộc khủng hoảng oxy trầm trọng hiện nay của các bệnh viện. Ông cho biết thêm, cho đến hôm nay, 40 nước đã cam kết cung cấp oxy cho Ấn Độ. Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ ngày 25 tháng 4 cho biết, có tới 551 nhà máy sản xuất oxy y tế mới sẽ được thiết lập trên khắp Ấn Độ nhằm giải quyết tình trạng thiếu oxy tại nước này. Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo các nhà máy này phải được đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt và đóng vai trò là nguồn cung cấp oxy chính cho cả nước.